Hello, everyone, and welcome back. As you may recall, in the previous few videos, we've been discussing various topics within Victoria's civil justice system. However, as you may further remember, before that, we were discussing the responsibilities of the four key personnel in a criminal trial. That being the judge, the jury, the parties, and the legal practitioners. Today, we will be looking at a very similar subtopic, which is the responsibilities of the four key personnel, however, this time in a civil trial. Cảm ơn Mip, chào các bạn, chào các em. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với một video nữa của Daddy Son and the Law. Như Mip vừa nói thì trong rất nhiều video vừa rồi chúng ta đã bàn về cả hệ thống hình sự và dân sự, đúng không? Criminal Justice System, hệ thống tư pháp hình sự, Civil Justice System, hệ thống tư pháp dân sự. Và có những cái điểm khác nhau giữa hai hệ thống này với rất nhiều khía cạnh mình đã từng bàn. Chúng ta đã bàn trong một vài video trước về những cái trách nhiệm, nghĩa vụ của bốn cái nhân vật quan trọng trong cái thủ tục tố tụng hình sự, bao gồm có thẩm phán, the judges, bồi thẩm đoàn, the jury, các bên đương sự, the parties, và luật sư, legal practitioners. Thì mình đã nhìn nhìn vào nhiệm vụ của những nhân vật này ở trong cái khung cảnh của hệ thống tư pháp hình sự. Trong video này và một vài video tới, mình sẽ bàn về nói một chút về nhiệm vụ, chức năng của những nhân vật này trong bối cảnh tố tụng dân sự, để xem có gì khác biệt không nhé. Mời Mip. Let's first start with the responsibilities of a judge in a civil trial. You will find that a lot of these responsibilities are actually very similar and carry over from the criminal justice system over to the civil justice system. And that is because, well, they are both quite similarly structured. For example, in both, we can see that the judge has the responsibility of managing the trial. This includes various things. Handing down rulings throughout the case, helping out with questions from either parties or questions from the jury, if there is one. And it also involves ensuring that the procedure is fair and that no particular party has a higher upper hand than the other. Trước mắt mình bàn về cái chức năng nhiệm vụ của vị thẩm phán, the judge, trong cái bối cảnh một cái vụ, một cái phiên xử, một cái tố tụng dân sự. Thì như Miếp nói thì thực ra so với cả hình sự thì nó cũng không khác gì nhau nhiều, bởi vì đương nhiên là người thẩm phán luôn là cái giữ cái vai trò trung tâm, là người chủ tọa, đúng là người điều khiển toàn bộ quá trình tố tụng và liên tục phải phải đưa ra những cái, như Miếp nói, những cái rulings trước khi đến cái bản án cuối cùng, cái judgment. Thì trên đường đi có rất nhiều những cái bước mà vị thẩm phán cũng phải đưa ra những quyết định về chứng cứ, về thủ tục nọ kia, gọi là những cái rulings, những quyết định về mặt thủ tục trên cái trong cái quá trình từ khi bắt đầu khởi tố vụ án đến cho đến bắt đầu xét xử, bắt đầu đến tố tụng cho đến khi mà cái phiên xét xử cuối cùng. Thì thẩm phán phải đưa ra những quyết định đó để mà bảo đảm cho cái quá trình tố tụng nó được diễn ra suôn sẻ, giải đáp những cái thắc mắc, những cái xử lý những cái application, những cái đơn xin của các bên có liên quan. Buổi thẩm đoàn lấy câu hỏi gì thì đưa ra hướng dẫn, give directions, như ta nhớ trong cái phần về về tố tụng hình sự. Bảo đảm là cái thủ tục nó tiến hành nó được công bằng, nó được fair. Cái vấn đề về procedural fairness mình từng bàn rồi, đúng không? Tức là natural, the rules of natural justice mình đã bàn trong những video trước, là hai bên đều phải được đối xử một cách công bằng, không có bên nào có lợi thế, upper hand như mình nói, hơn hơn bên kia cả, để hai bên đều on equal footing, tức là trên một cái vị thế công bằng thì mới đảm bảo được cái tính công bằng và thủ tục procedural fairness các bên. Thì đấy là nhiệm vụ chung của thẩm phán, là phải là cái người chủ tọa trung tâm để xử lý tất cả những vấn đề phát sinh, và điều khiển cái tố tụng làm sao cho các bên cảm thấy được thỏa đáng.
Another of a judge's case management powers extends to deciding on the admissibility of evidence. For example, evidence may be admitted of various types. If evidence is, say, from an expert witness, the judge will definitely take that into account. However, if there is hearsay evidence, then the judge may dismiss that piece of evidence. Và cũng một phần của cái chức năng bảo đảm tố tụng đó thì trong quá trình đưa ra những cái ruling như anh vừa nói ấy, thì có một vấn đề mà thẩm phán thường phải quyết định, đấy là vấn đề về cái tính hợp lệ của chứng cứ, admissibility of evidence. Thì mình cũng đã bàn ở trong cái phần hình sự rồi, tức là các bên có thể đưa ra nhiều chứng cứ và có một số chứng cứ thì hợp lệ, admissible, được chấp nhận sử dụng ở trong phiên tòa, và một số chứng cứ thì không. Tùy vào loại chứng cứ là chứng cứ gì. Thì ví dụ như ở trong system, trong hệ thống của common law chẳng hạn, những cái chứng cứ gọi là hearsay evidence, những chứng cứ mà không phải là trực tiếp, chẳng hạn là người nhân chứng, người ta được được phép đưa ra chứng cứ về những gì người ta nhìn thấy, người ta nghe thấy, nhưng người ta bảo là ồ, như ông anh của tôi nhìn thấy chẳng hạn, thì cái chứng cứ đấy gọi là hearsay evidence, tức là chứng cứ không trực tiếp. Nếu mà ông anh nhìn thấy thì mời ông anh ở đây, chứ không phải nhờ cái người nhân chứng đấy. Đấy, thì những cái chứng cứ nó sẽ không admissible, nó không được hợp lệ để sử dụng ở trong một phiên tòa. Thì thông thường một bên đưa ra một số chứng cứ gì đấy, đưa ra một cái vấn đề gì đấy, và bên kia sẽ object, sẽ phản đối, nó rằng không, chúng tôi không đồng ý sử dụng một chứng cứ này. Thì thẩm phán sẽ người quyết định là cái chứng cứ nó có được admissible into evidence là không, tức là được có hợp lệ để mà chấp nhận là một phần của chứng cứ trong phiên tòa hay là không. Now, getting to one of the more stark differences between a criminal and civil trial is that in a civil trial, there is not always a jury. However, when there is, the judge is responsible for attending to jury matters. Of course, as I've mentioned, this includes answering any questions that the jury may have. But on top of that, the judge is also to address the jury throughout the case, give directions to the jury, and give the jury a sum up of the case. Một cái khác biệt giữa dân sự và hình sự là hình sự thì thường xuyên là phải có jury, thông thường thế, đúng, còn vào buổi thẩm đoàn. Còn dân sự thì không phải lúc nào cũng có, chỉ một số vụ việc mới có thôi, là một bên người ta yêu cầu chẳng hạn. Thế nếu mà có sự có mặt của hội thẩm, Việt Nam cho gọi là hội thẩm nhân dân, đúng không? Buổi thẩm đoàn ở trong hệ thống common law, thì thẩm phán phải có nghĩa vụ là phải hỗ trợ cho buổi thẩm đoàn, ban hội thẩm, hướng dẫn cho họ, đúng không? Có câu hỏi gì thì trả lời, cho họ những cái chỉ dẫn về 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 luật pháp, directions of law, thì vì buổi thẩm đoàn người ta không hiểu biết nhiều về luật pháp, và tóm tắt lại cái vụ việc, case sum up, tóm tắt lại cái vụ việc cho buổi thẩm đoàn, vân vân. Thì đấy là nhiệm vụ quan trọng của thẩm phán, là phải đưa ra những cái hỗ trợ đó cho buổi thẩm đoàn. Và nếu thẩm phán mà làm sai ấy, đưa ra mà hướng dẫn sai, gọi là misdirection, thì rất có thể là phải tiến hành xử 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 lại cái vụ đó. Thì cái công việc của thẩm phán như vậy rất là quan trọng. Next, in the case that there is no jury in a civil trial, the judge must decide on liability and remedy. Liability is the equivalent of guilt in a criminal trial. However, in the case of civil trials, sometimes juries, if there is one, are also able to determine the damages in certain cases. When the judge hands down a judgment, they normally reserve it for later. And in their judgment, they give the reasons as to why they came to that decision, incorporating evidence from both sides and taking in arguments from both parties. Và cái chức năng quan trọng, một trong những quan trọng nhất của thẩm phán là đưa ra quyết định về hai thứ. Tức là nói về judgment này, nhưng quyết định về thủ tục thì mình đã bàn ở phần trên rồi. Về mặt nội dung, về mặt substance, thì đưa ra những cái judgment, những cái quyết định. Thứ nhất là về phần ai chịu trách nhiệm, liability, phần trách nhiệm, xem là bên bị đơn đúng là có phải vi phạm hợp đồng không, có phải chịu trách nhiệm về hợp đồng hay chịu trách nhiệm ngoài hợp đồng với cả cái bên nguyên đơn hay không. Đó là vấn đề liability, người ta phải quyết định cái việc đấy. Giống như là có tội không có tội ở trong 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 criminal trial, guilty not guilty đó. Thì đấy là vấn đề về
về trách nhiệm. Và sau khi đưa ra vấn đề về trách, quyết định về trách nhiệm rồi, nếu mà có trách nhiệm và chịu trách nhiệm thì trách nhiệm cái gì, bao nhiêu, những cái chế tài, những remedy đưa ra là gì, phải không, phải cấm, không được tiếp tục vi phạm hợp đồng, không được tiếp tục thực hiện những hành vi gây rối, hay là phải trả bồi thường thiệt hại bao nhiêu tiền, và thực hiện những nghĩa vụ gì, nghĩa vụ gì vân vân đấy, thì đấy, những cái đấy là remedy. Thẩm phán phải có nhiệm vụ đưa ra những quyết định đấy. Trong một số trường hợp thì bồi thẩm đoàn cũng có thể làm được đấy, nhưng mà chỉ là một số trường hợp hạn hữu thôi, thông thường thôi. Còn thông thường người thẩm phán sẽ là người đưa ra những quyết định về cả về liability và remedies. Finally, on top of the remedy and sometimes separate from the remedy, the judge needs to decide on costs. As we've previously discussed when talking about the factors that an individual should consider before initiating a civil claim, costs can be very high in civil cases. And because of things like the adverse costs order, where the losing party pays for the winning party's legal fees and any other relevant fees, the judge needs to decide on who is responsible for which costs. Và một cái nhiệm chức năng cuối cùng của thẩm phán là sau khi mà quyết định về mọi chuyện rồi, kể cả về đúng hay sai, chế tài là gì, thì phải quyết định về chi phân bổ chi phí pháp lý. Chúng ta đã bàn về cost là một cái, cost là cái chi phí mà một một cái phần của câu chuyện mình đã bàn trong video trước, các bên cần phải tính đến. Và thông thường các bên đi kiện tụng dân sự thì khi họ họ bỏ ra nhiều chi phí lắm, nhiều tiền lắm, cả chục nghìn đô, trăm nghìn đô, hay cả triệu đô để theo đuổi một cái vụ kiện. Và nếu người ta là người đúng và bên kia là người sai, thì người ta yêu cầu thẩm phán là bắt cái bên sai đã phải trả tiền chi phí, cái cost bao gồm là legal cost, chi phí pháp lý, chi phí chuyên gia, vân vân, những chi phí khác cho cái bên mình. Thì thẩm phán phải là người quyết định xem là bên nào phải trả tiền cho bên nào và bao nhiêu. Next, let's talk about the responsibilities of a civil jury. However, before that, we must first notice the difference between a criminal and civil jury. In criminal cases, in any indictable case, being any case with a serious crime, it is guaranteed to have a jury to be its decider of facts. However, in a civil trial, it's different. Firstly, it's different in that there is not always a jury. In fact, there are only civil juries when a party requests it. When a party requests the jury, they must pay for it. Or if both parties want a jury, then they may split those costs. Additionally, another difference is that a civil jury is only made up of six people, half of the regular 12 seen in criminal juries. And as the same for criminal juries, there may be two more jurors added if the case is very long, which is actually different because in a criminal case, if a case is very long and lengthy and jurors are likely to drop out, there will be 15 instead of 12. So in the civil trial, it will be eight instead of just six. Bên cạnh vị thẩm phán thì cũng có vai trò của bồi thẩm đoàn như mình đã bàn. Và cái khác nhau như chúng đã nói giữa hình sự dân sự là hình sự trong những cái tội phạm nghiêm trọng, vụ xử tội phạm nghiêm trọng, indictable offenses, thì thông thường là bắt buộc là phải có jury để người quyết định những vấn đề về về fact, về tình tiết vụ việc, có guilty hay không guilty. Thì phải có, chúng ta đã xem những video trước, có 10 buổi thẩm đoàn trong một vụ hình sự có 12 người, hoặc là nhiều khi phải có 15 người, vân vân chẳng hạn. Thì ở dân sự ít khi có buổi thẩm đoàn, và nếu có, thông thường chỉ khi là một bên người ta yêu cầu, thẩm phán đồng ý, hoặc là hai bên cùng yêu cầu, và các bên phải bỏ chi phí ra để mà cho buổi thẩm đoàn, chứ không phải như là trong hình sự là nhà nước trả tiền cho buổi thẩm đoàn. Thì cái chi phí đó là các bên phải phải tự bỏ ra, phải chịu. Thì đó là những khác biệt về sự có mặt, dẫn đến những khác biệt về một chút về vai trò của thẩm đoàn trong tố tụng hình sự và tố tụng dân sự. Firstly, as with the judge, the first few responsibilities of the civil jury are quite similar to that of a criminal jury. The jury in a civil trial must be objective and decide on the facts. They must be unbiased and therefore have no connection with the case, as in they must not be in contact with or they must not know anyone from the case so that they can be completely independent.
And they need to decide on which party they believe, which party's evidence is stronger, or which party's evidence leads more directly to the truth. Cũng giống như ở trong tố tụng hình sự thì cái người bồi thẩm đoàn có nghĩa vụ là phải độc lập vô tư khách quan nữa, objective, independent, unbiased, không thiên vị, nó phải không có một cái xung đột quyền lợi, conflict of interest gì cả, không biết người nào ở trong vụ việc đó, không có dính líu liên quan gì vụ việc đó, đúng không? Thì người ta hoàn toàn là độc lập, independent, objective, 100%. Để đảm bảo là cái người ta đưa ra một cái ý kiến nó không không bị thiên vị, người ta phải nghe trình bày của các bên, chứng cứ các bên và quyết định xem là chứng cứ của bên nào mạnh hơn bên nào theo người ta, theo bồi thẩm đoàn bên nào nói đúng hơn, chứng cứ bên nào đưa ra mạnh hơn, có khả năng được chấp nhận hơn, thì cái đấy là vai trò của bồi thẩm đoàn. Being average members of society, it's not only important that the jury members listen to and remember the evidence, but also that they understand the directions and summing up. As I previously mentioned, the judge, if there is a jury, will have responsibilities of attending to the jury. And as I've mentioned, the jury may have questions, which is very important to ask if they do not understand it. And the judge is responsible for answering these questions to ensure that there is as little confusion or blurriness in the logic of the jury as possible. Và bồi thẩm đoàn cũng phải lắng nghe cái submission, cái đệ trình của các bên, hiểu và lắng nghe những cái directions, hướng dẫn, những cái sum up, tóm tắt của thẩm phán. Không hiểu gì thì hỏi, được thẩm phán người ta sẽ trả lời. Các bên có thể cung cấp thêm những cái chứng cứ hay những cái tình tiết cần thiết. Thì bồi thẩm đoàn phải có nghĩa vụ phải hiểu toàn bộ quá trình câu chuyện đấy và cố gắng kết nối được toàn bộ câu chuyện, hiểu được câu chuyện để có đưa đến quyết định của mình. Không để một cái điểm nào nó còn mờ ảo, nó còn blurry như mình nói, nó cái điểm nó còn mập mờ, không rõ ràng, thì bồi thẩm đoàn nó nghĩa vụ là phải hỏi để cuối cùng mình đưa ra được quyết định dựa vào những cái chứng cứ đã được các bên đưa ra. And once all the evidence, directions, and summing up have been given, the jury has the responsibility of deciding on liability and, in some cases, damages. When it comes to liability, of course, as we've mentioned many times before, in civil trials, it is based on the balance of probabilities, meaning that the plaintiff is most likely right and it does not have to be beyond reasonable doubt. Like in a criminal trial, where the consequences of a wrong verdict are perhaps more severe. And regarding the damages, yes, in lots of cases, in most cases, the jury may be responsible, or it is possible for them to be responsible for deciding the damages. However, this is not the case for defamation cases, as those results have seemed to vary too much, with too much inconsistency. Và cuối cùng thì người bồi thẩm đoàn phải đưa ra một quyết định về về liability, cũng như là trong hình sự đưa ra một quyết định về guilt, thì ở trong về về việc có phạm tội hay không, thì ở trong dân sự thì bồi thẩm đoàn phải quyết định cái việc là một bên có chịu trách nhiệm liability cho bên kia hay là không, và trong một số trường hợp thì quyết định cả bồi thường thiệt hại là bao nhiêu, chế tài là cái gì, trừ trường hợp là những cái vụ kiện về, ít nhất là bang Victoria, những vụ kiện về về nói xấu, về defamation, thì trong một cái video trước mình nói là bồi thẩm đoàn không được quyết định những cái damage, những cái tiền thiệt hại, bởi vì nó cái trên thực trên trong quá khứ nó có những con số nó người ta đưa ra nó không nó nó vênh nhau, nó không chính xác, và vì thế người ta không cho phép bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định về bồi thường thiệt hại trong những vụ liên quan đến defamation. And lastly, just as a side note, it is, of course, the goal for each jury to reach a unanimous verdict, as in six out of six jurors all agree on one verdict. However, in all cases, the court is also allowed to accept a majority verdict of five out of six jurors.
Và cuối cùng về nguyên tắc bỏ phiếu thì thông thường là các buổi thẩm đoàn phải đưa ra một quyết định nhất trí hoàn toàn, unanimous decision, trừ một vài trường hợp đặc biệt thì thẩm phán được quyền chấp nhận một cái quyết định đa số, majority decision, 5 trên 6. Thì như vậy trong cái video ngày hôm nay, anh và Mip sẽ lược lại một số những cái chức năng, nhiệm vụ của thẩm phán và buổi thẩm đoàn trong tố tụng dân sự. Cũng như trong hình sự thì trưởng thẩm phán có những cái nghĩa vụ về managing the trial, quản lý toàn bộ cái, kiểm soát toàn bộ cái tố tụng, đưa ra những cái rulings, những quyết định về mặt thủ tục, đó, bảo đảm công bằng về mặt thủ tục, procedural fairness, đưa ra những cái hướng dẫn cho buổi thẩm đoàn, directions to the jury, tóm tắt vụ kiện, sum up the jury, đưa ra cái quyết định về mặt nội dung, về liability, về trách nhiệm cũng như là về remedies, và quyết định về cost, về chi phí pháp lý, phân bổ, allocation of cost cho các bên. Và về phía jury thì có nghĩa vụ là phải độc lập, vô tư khách quan, independent, objective, unbiased, không thiên vị, phải lắng nghe submission evidence, chứng cứ đệ trình của các bên, và phải đưa ra quyết định về liability cũng như quyết định về remedies trong một số trường hợp. Thì đó là tóm tắt một số những cái nội dung của những số từ vựng liên quan đến trách nhiệm của thẩm phán, the judges, và buổi thẩm đoàn, the jury, trong một cái tố tụng dân sự, civil proceeding. Hy vọng là bổ ích cho các em. Cảm ơn các em đã quan tâm tham gia và xin hẹn gặp lại ở trong những video sau của Daddy Sun and the Law. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Thank you and bye bye.